Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tin tức quân sự của chúng tôi. Sau đây là bản tin. Đây là những gì khiến quân đội Nga chỉ mong được như Israel. Trong bài viết trên tạp chí National Interest, nhà phân tích Robert Farley cho biết, ở nhiều khía cạnh Israel và Nga có những hướng tiếp cận trái ngược nhau nhằm đảm bảo an ninh quốc gia. Trong khi Israel đã đứng vững trong lĩnh vực công nghệ, thì Nga vẫn phải vật lộn để duy trì tầm quan trọng về sự ổn định của hệ thống cải cách. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Moscow và Jerusalem đã tăng cường đáng kể mối quan hệ hợp tác quân sự. Các mẫu máy bay không người lái do Israel chế tạo đã có mặt trong lực lượng quân đội Nga tham chiến ở Ukraine, và thiết bị điện tử của quốc gia ở Trung Đông này đã giúp Moscow cải thiện nhiều hệ thống vũ khí. Điều đó khiến Mỹ phần nào lo ngại về những công nghệ mà nước này xuất khẩu sang Israel. Nhưng như thế vẫn chưa là đủ, theo ông Valley, vẫn còn nhiều hệ thống trang bị phương diện khác mà quân đội Nga mong muốn được như Israel. Dưới đây là năm ví dụ điển hình. Một, hệ thống phòng thủ tên lửa. Mặc dù Liên Xô phát minh ra các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo đầu tiên, nhưng công nghệ Nga đã tụt hậu so với phương Tây, đặc biệt là Israel. Mỹ và Israel đã cam kết đầu tư các nguồn lực lớn để phát triển hệ thống phòng thủ loại đạn đạo khác nhau. Mỹ chủ yếu tập trung vào các tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa, còn Israel nhắm vào toàn bộ các mối đe dọa, kể cả những loại rocket rẻ tiền, công nghệ thấp. Các loại đạn đạo hiện không gây mối đe dọa áp đảo đối với Moscow, nhưng trong tương lai, chúng có thể là làm thành tối trung tâm trong danh sách răng đe của NATO. Khi đó, chiến lược phòng thủ của Nga cũng một lần nữa buộc phải chú trọng tới các hệ thống chống tên lửa đạn đạo. 2. Tên lửa chống tăng Spike. Người Nga rất lấy làm kiêu hãnh về những loại đạn chống tăng đỉnh cao, trong đó có tên lửa 9M133 Hornet, được thiết kế để tiêu diệt xe tăng chiến đấu chủ lực như Merkava, Abram và Challenger 2. Nhờ hệ thống dẫn đường bằng laser, Hornet đã gây hư hại cho một số xe tăng của phương Tây trong những ngày đầu của cuộc chiến tranh Iraq và trong chiến tranh Israel-Hezbollah năm 2006. Tuy nhiên, dòng tên lửa Spike của Israel có những khả năng mà các loại tên lửa khác như Hornet không có, đó là cơ chế bắn quên và tấn công độc nóc, cho phép Spike tấn công vào vị trí hiểm nhất trên xe tăng đối phương. Ngoài ra, tên lửa Spike rất linh hoạt, có thể được triển khai trên nhiều loại phương tiện mang khác nhau. 3. Năng lực tình báo, giám sát, trinh sát. Kinh nghiệm từ những cuộc chiến ở dải Gaza, chưa kể tới những cuộc xung đột năm 2006 chống lại Hezbollah và hoạt động chiếm đóng bờ Tây hiện nay, đã biến Israel thành một chuyên gia trong lĩnh vực chia sẻ và ứng dụng thông tin và các hoạt động tiên tiến. Với một loạt hệ thống điện tử và hàng không chiến lược, bao gồm mạng lưới sinh trách, học lưu trữ, máy bay không người lái UAV, hệ thống quân học tiên tiến, Israel đã đạt tới đỉnh cao trong việc xác lập hình ảnh chiến trường. Các hệ thống tình báo và giám sát này của Israel có thể hỗ trợ năng lực cho Nga tại Syria, Chechnya, Ukraine và nhiều khu vực khác. 4. Hệ thống lính nghiệp vụ. Nga có nhiều binh lính chuyên nghiệp, tinh nhuệ, tuy nhiên nước này không có hệ thống tuyển quân thiết thực, có khả năng chất lọc và đào tạo những binh sĩ tiềm năng nhất trong số hàng trăm triệu dân. Trái lại, hệ thống lính nghiệp vụ Israel được đánh giá cao, mặc dù cũng gặp phải một số vấn đề như sự phản đối của các nhóm tôn giáo thiểu số, thì chương trình nghĩa vụ quân sự Israel đang tiếp tục khai thác có hiệu quả nguồn lực của đất nước. Tất nhiên, Israel không thể bán hệ thống này cho Nga, nhưng họ có thể tư vấn cho Moscow các biện pháp cách để nâng cao hiệu quả hoạt động. 5. Hệ thống điện tử. Không quân Nga hiện vận hành nhiều loại máy bay chiến đấu thế hệ 4 và thế hệ 4 cộng cộng. Hầu hết chúng được nâng cấp từ các mẫu thời chiến tranh lạnh, tuy nhiên mức độ nâng cấp không đồng đều. Chưa hết, ngành công nghiệp Nga đang gặp khó khăn trong việc cung cấp các thiết bị điện tử hàng không nâng cấp đáng tin cậy và tiên tiến. Chẳng hạn tại Syria, các hệ thống phát hiện chỉ thị mục tiêu hay phân biệt data của Nga đều rõ ra thua kém phương Tây. Trong khi đó, do ngành công nghiệp điện tử được kết nối chặt chẽ với ngành hàng không vũ trụ quân sự, nên Israel có chuyên môn cao trên lĩnh vực nâng cấp radar, cảm biến những thiết bị phát hiện mục tiêu rất cần thiết đối với các loại đạn dẫn đường chính xác. Mối quan hệ được tăng cường giữa Nga và Israel có thể giúp làm máy bay chiến đấu và ném bom của Nga trở thành đáng gờm hơn. Bản tin đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.